Chúng ta đã tới trung tâm của tỉnh Gangwon-do và ở đây là nơi mà khai thác đá cẩm thạch và ngọc. Ừ, tại vì lúc mà từ lúc khi và chị Trinh Chu bước vô thì cả hai bên và cả dưới đất đều được cover, giống như là hoàn toàn là toàn đá cẩm thạch ở dưới và cả hai bên. Các bạn có thể thấy được rất là nhiều đá cẩm thạch ở đây và mọi thứ trong đây rất là đẹp, màu xanh của nó rất là dễ chịu. Mình thì rất là thích đá cẩm thạch tại vì cái màu xanh ngọc của nó rất là đẹp. Ở đây thì em thấy con đường này rất là dài luôn á. Rất dài. Không biết nó sẽ đào bao nhiêu mét. Ở Việt Nam có nơi nào mà giống ở đây không? À, nếu mà em thì em chưa bao giờ đi hết. Đây là lần đầu tiên em đi vô chỗ mà thấy rất là nhiều đá cẩm thạch như vậy. Chưa bao giờ em thấy thì rồi em sẽ thấy như là đã làm xong thành một cái vòng hay là một cái mặt Phật rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy nhiều đá cẩm thạch mà chưa được mài dũa hay cái gì hết. Rồi thật rất là nhiều, cả hai bên thì toàn là đá cẩm thạch hết nên là đang rất là bất ngờ. Ở đây lạnh quá đúng không? Đúng rồi, rất là lạnh, lạnh hơn ở ngoài rất là nhiều. Nước này là nước chảy ra từ đá cẩm thạch, chắc là tốt cho sức khỏe. Thế nào? Đi chân nước bình thường. Đúng không? Rất giống nước bình thường. Ừ, bình thường. Just water. Chúng ta sẽ biến thành con dê dùng khăn nha. Chắc là ba lần là được rồi. Giỏi lắm. Mình thì mình học cầm lên nè. Nhưng mà đầu bạn nào nhỏ thì cứ gấp thêm một lần nữa. Bạn nào to thì cứ rồi, để cho nó rộng rồi dội lên đầu. Tao mới cầm đây chứ. Bây giờ mình sẽ đội nó lên đầu để coi có giống con dê không. Đây là lần đầu tiên khi đi làm cái nón này. Ôi em dễ thương. Y chang cái cục đa cha của khi đi. Thì nhìn con dê không? Thấy rất là nhiều người mà đi vô sauna giống như trong phim Hàn Quốc hay chương trình thực tế thì rất là nhiều người làm mấy cái người Hàn Quốc thường làm rồi, như thế này. Thì khi thì với chị Chư cũng nên làm. Katie, ở bên Hàn Quốc thì người Hàn Quốc thường đến phòng sông hơi và nói chuyện với nhau và ăn trứng và uống nước cào ngọt. Em cảm thấy thế nào? Cái vị của nó ngọt ngọt, tức là như là mát, uống vô thì cảm thấy rất là sảng khoái. Nên là sau khi đi sauna mà uống cái này nó sẽ rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ ăn trứng nha. Bể luôn. Bỏ rồi. Nhìn ngon không các bạn ơi? Muối. Cứ mày chưa có xong. Rất là mềm, ngon. Khỏe ra hơn. Tại vì người mình sẽ chắc là mình sẽ khỏe ra hơn. Xong hết thì cả mình nữa. Chắc mình phải ngồi khoảng một. Đúng quá. Nóng, rất là nóng. Nhưng mà chảy mồ hôi thì nó sẽ giúp cơ thể mình khỏe hơn. Không sao hết. Em thấy các cô chảy ướt hết áo luôn, mình mới chảy có chút xíu mà cũng đã thấy rất là nóng rồi. Các bạn ơi, ở trong đây rất là nóng nhưng mà thì đang chảy mồ hôi rất là nhiều thì thay cái đó thì sẽ được thải độc tố ra khỏi cơ thể mình rất là nhiều, nên là chắc sẽ khỏe hơn sau khi ngồi trong đây một chút xíu thì sẽ đi ra ngoài và tắm lại thì sảng khoái hơn rất là nhiều. Nên là cố gắng ngồi trong đây một chút xíu nữa để chảy thêm một chút xíu mồ hôi nữa để cơ thể mình có thể khỏe hơn. Nóng nhưng mà tắm thiệt. Trinh Chu cảm thấy là da của Trinh Chu đã trở nên đẹp hơn rồi. Nhưng mà nóng lắm á.
I see you smiling from miles away. You're the girl who makes me feel this way. The way you're shining on a rainy day, make the world a little better place. You got the spark.